Chào các bạn, mình là Ngô Hoàng Đạo, mã số sinh viên của mình là CUV 020HP29. Thì trong cái bộ môn khoa học hạnh phúc này của mình thì mình đã làm những cái video để gửi đến các bạn những cái nội dung về cái chủ đề về hạnh phúc. Thì có cái video về hạnh phúc đến từ chính mỗi con người này, hạnh phúc đến từ từ những môi trường xung quanh này, nhân sinh muôn loài vạn vật này. Thì ở cái video lần này thì mình sẽ có thể là mình giới thiệu cho các bạn xem là cái cách để chúng ta có thể là xây dựng, chúng ta gắn kết những cái nội dung ở cả những cái video trước cũng như là gắn kết lại và tạo được một cái phương pháp để có thể là mình có thể là vẽ ra được một cái bức tranh hạnh phúc trong tương lai của mỗi chúng ta. Thì video mình đã có một cái video nói về hạnh phúc đến từ trong mỗi con người, thì nếu mà các bạn chưa xem thì các bạn có thể xem lại cái video đó đấy. Thì mình sẽ tóm tắt lại thì cái hạnh phúc đến từ mỗi con người thì nó chúng ta phải chuẩn bị lên có những cái góc nhìn đa chiều hơn về một cái sự vật hiện tượng phản chiếu một cái sự vật hiện tượng qua tác động từ ngũ quan và cái giác quan thứ sáu của chúng ta, đó chính là trí tưởng tượng của chúng ta. Từ ngũ quan này phản chiếu vào trong não của chúng ta, và chúng ta trong não của chúng ta có thêm một cái giác quan nữa gọi là giác quan thứ sáu, đó là sự tưởng tượng. Nhiều khi chúng ta sẽ tự tưởng tượng được trong khi chúng ta đang ngồi im, không có tác động bất kỳ một thứ gì cả. Chúng ta tưởng tượng lại tưởng tượng lại trong quá khứ chẳng hạn, hoặc là mình đang đi ở ngoài đường, đột nhiên là mình nhìn thấy quán phở mà mình từng ăn, mình tự nhiên trong trong suy nghĩ của chúng ta lại nghĩ về cái hương vị của cái quán phở mà trước đấy mình đã ăn ở cái quán này rồi, cảm thấy rất là ngon chẳng hạn như thế. Thì đột nhiên trong trong cơ thể chúng ta, trong cái suy nghĩ của chúng ta, đột nhiên cảm thấy cái ngon đấy và chúng ta còn chưa 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 ăn, chúng ta trước đấy đã ăn nhưng mà hiện tại chúng ta chưa ăn, thì đấy người ta gọi là trí tưởng tượng. Thì cảm xúc của con người rất là phức tạp, thì chúng ta cần phải có nhiều cái góc nhìn khác nhau về một cái sự vật hiện tượng, ví dụ một cái nội dung như là thất bại đi. Nếu chúng ta chỉ suy nghĩ thất bại, đen đủi, thì điều đấy nó sẽ hoặc là mình rất là cái đúng thật đúng là không không có ai là thích thất bại cả. Nhưng mà nếu chúng ta lúc nào chúng ta cũng chỉ sợ thất bại, chúng ta nhìn thất bại qua một cái quá qua một cái góc nhìn nó rất là hẹp, thì tỷ lệ của chúng ta thành công nó rất là thấp. Nhưng nếu chúng ta có thể thay đổi cách suy nghĩ là cái sự thất bại đấy thật ra nó chỉ là một cái vỏ bọc để bọc lại cái viên viên kim cương thành công ở bên trong, thì khe qua qua hết cái lớp vỏ bọc này đến cái lớp vỏ bọc khác thì chúng ta sẽ có được cái sự thành công. Thì nếu chúng ta suy nghĩ như vậy thì nó sẽ đạt được đến cái sự thành công nó dễ dàng hơn, và nó sẽ tạo cho chúng ta nó không 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 làm mất đi cái động lực của chúng ta đi rất nhiều. Hoặc chúng ta cũng có thể suy nghĩ là chỉ khi chúng ta có thất bại thì thành công mới có xuất hiện về phía sau chẳng hạn như thế. Chỉ khi có buồn thì mới có hạnh phúc, có vui, nếu không nó sẽ chỉ là một cái trạng thái rất là bình thường. Đấy. Có thất bại thì mới có thành công. Có ngã thì mới có nghị lực để đứng dậy đi tiếp. Nếu chúng ta suy nghĩ như vậy thì có cái bước đi thành công của chúng ta và cái sự hạnh phúc của chúng ta sẽ rất là gần ở phía trước thôi. Thì để chúng ta có thể mà hạnh phúc thì chúng ta cũng phải nâng cái giá trị của mỗi con người chúng ta lên. Mình có thể lấy một ví dụ như là chuyên viên bán hàng này, rồi bác sĩ lâu năm này,
y tá này, vân 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 vân, là phi công lâu năm này, họ là những cái người này, rất là chuyên nghiệp, họ là một cái rất là chuyên nghiệp, có rất là nhiều kinh nghiệm. Thì các bạn có thể tưởng tượng rằng khi mà họ có nhiều kinh nghiệm như vậy thì họ có quyền được lựa chọn xem là cái công ty này, công ty kia, rất sẽ nói chung sẽ có rất là nhiều những cái công ty muốn tuyển những người chuyên nghiệp như vậy, thì họ có quyền được lựa chọn công ty này, công ty kia tốt hay xấu. Đấy là một cái sự, mình gọi đó là một cái sự tự do. Tự do họ có thể lựa chọn tương lai, bừa tương lai hoặc là đích đến của mình. Thì chúng ta cũng phải là một cái con người có được giá trị thì chúng ta mới mới có được hạnh phúc. Mà để có được giá trị thì để trở thành một cái con người gọi là chuyên gia ấy, thì chúng ta phải làm đi làm lại 4 bước: know, think, do và review. Know là biết, think là nghĩ, do là làm, review là xem xét lại. Khi chúng ta làm một cái công việc nào đấy, đầu tiên chúng ta phải biết biết nó rồi chúng ta phải suy nghĩ xem là những cái bước làm ở trong đầu, rồi chúng ta mới làm. Và cuối cùng chúng ta cũng phải chiêm nghiệm lại, chúng ta cũng phải xem xét lại xem là những cái cơ, xem là mình biết thế này là đúng chưa này, mình suy nghĩ thế này là chính xác chưa này, mình làm như thế này là đúng chưa này. Làm đi làm lại, suy nghĩ đi suy nghĩ lại và xem đi xem lại, thì từ đấy chúng ta mới có thể là rút ra được một cái công thức, một cái nội dung hoặc là một cái nghề nghiệp, một gọi là một cái hành động, một cái công thức đi, mình gọi nó là một cái công thức hoàn chỉnh để chúng ta có thể áp dụng và làm một cách đúng nhất, làm một cách chính xác nhất. Thì lúc đấy chúng ta mới có thể trở thành một cái chuyên gia trong một cái lĩnh vực để chúng ta có thể giải quyết được thật là nhiều vấn đề, với cả những cái cách giải quyết vấn đề nó tối ưu, nó tốt nhất, tốt và tối ưu nhất. Thứ hai, để có được một cái hạnh phúc lâu dài thì chúng ta cũng cần xây dựng cho chính bản thân mỗi con người chúng ta một cái môi trường hạnh phúc. Môi trường hạnh phúc ở đây mình nói đến là gì? Môi trường hạnh phúc chúng ta có các mối quan hệ của tình thân, làng xóm, bạn bè, vân vân và vân vân. Đây chính là những cái mối quan hệ, những cái môi trường mà gần như là mỗi con người chúng ta ai cũng có cả. Thì tại sao chúng ta lại phải xây dựng cái môi trường để có được cái sự hạnh phúc? Thì mình có thể lấy một cái ví dụ như thế này. Nếu mà bạn là một người thành công chẳng hạn, bạn là một cái chuyên gia trong một cái lĩnh vực mà bạn có được những cái người bạn bè nó không được chất lượng, không được ngang bằng với bạn, hoặc là những cái người bạn bè nó không được tốt, thì điều đấy sẽ gây ảnh hưởng đến cái sự hạnh phúc của chúng ta. Thỉnh thoảng họ lại đến, họ gọi, họ vay tiền, hay thỉnh thoảng họ có những cái tính cách rất là xấu như là ghen ghét, đố kỵ, chính chúng ta chẳng hạn như thế, hay là những cái người khác, hay nói xấu những người khác chẳng hạn như thế. Thì cái điều đấy nó cực kỳ gây ảnh hưởng đến cái sự hạnh phúc của chúng ta. Nếu mà có hôm nay họ nói xấu những cái người người bạn khác của chúng ta, thì mình có thể khẳng định trong tương lai hoặc kiểu gì họ sẽ nói xấu chúng ta với cả những cái người khác. Thì những cái người đấy là những cái mối quan hệ mà chúng ta không 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 nên giữ trong cái danh sách bè danh trong cái danh sách mối quan hệ của chúng ta. Để xây dựng được những cái mối quan hệ có thể giữ được cái sự hạnh phúc của chúng ta, thì họ phải là những cái người cùng chí hướng, họ phải là những người có kiến thức, họ họ phải là những người có cái sự tính cách vì người,
vì người hơn là vì họ, thì họ mới có, khi mà chúng ta khó khăn thì họ mới có họ mới sẵn sàng hy sinh để giúp đỡ chúng ta. Cũng như là ngược lại, khi mà những cái người mà sẵn sàng mà xả thân giúp đỡ người khác ấy, thì thường thì họ cũng là sẽ thường là những cái người thành công. Vì vậy nên là cái tỷ lệ mà họ gặp thất bại hay là vay tiền hay là có những cái trường hợp đột xuất nó rất là ít, gần như là rất là thấp, thì điều đấy nó sẽ bảo toàn được cái sự hạnh phúc của chính chúng ta và chính của bản thân họ nữa. Vì vậy nên để có được cái sự hạnh phúc dài lâu thì cả cái hai yếu tố mà mình vừa giới thiệu với các bạn nó là vô cùng quan trọng. Vì vậy nếu để nếu các bạn muốn có được một cái mỗi một cái sự hạnh phúc dài lâu thì hãy thực hiện và cố gắng lựa chọn cho mình những cái bước đi đúng đắn. Thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.